Hello, xin chào mọi người ơi. Hello, xin chào cả nhà. Trời ơi, ngày hôm nay nhìn Linh nè, mới sáng hôm nay đã đưa ông Táo về trời rồi, đã tiễn ông Táo đi về trời. Không biết là giờ này có ai đang cúng hay là đưa ông Táo về trời không ta? Giống như là bận quá đưa buổi tối á. Còn Linh tranh thủ là đưa ông Táo về trời sớm rồi, lúc 10 giờ sáng rồi. Hello, xin chào mọi người. Mọi người ơi, hôm nay là 23 Tết rồi đó. Hôm nay Linh mặc một cái áo dài rất là có ai mà đang rảnh thì vô coi với Linh nha, coi livestream của Linh ngày hôm nay. Hôm nay Linh không có thông báo với mọi người, nhưng mà trong cái livestream này Linh sẽ có những cái giá ưu đãi đặc biệt hết cho tất cả mẫu áo dài để cho mọi người xem livestream ngày 23 Tết âm lịch này, để mọi người